Mặt dây cẩm thạch chữ nhật thể hiện vị thế của một người đàn ông mạnh mẽ và can đảm. Điểm nhấn của sản phẩm là viên cẩm thạch thiên nhiên chất lượng tạo nên được sự độc đáo và ấn tượng cho người đeo. Với thiết kế đơn giản nhưng vẫn giữ được nét tinh tế sẽ giúp cho người đeo thêm phần hợp thời trang hơn. Không những vậy, đeo chiếc mặt dây cẩm thạch này còn đem lại nhiều may mắn và bình an đến cho phái mạnh. Sản phẩm nhận giao hàng nhanh trên toàn quốc. Quý khách vui lòng gọi đến 0913951535 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng trang sức em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu, giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn, bảo hành chu đáo trang sức em và tôi được khách hàng ưa chuộng và hàng bình chọn nhiều năm là thương hiệu uy tín quý khách có thể mua trực tuyến tại website trang vn.com hoặc các cửa hàng gần nhất.